Thử thách cầm 100.000 ăn sạch Nguyễn Tấn Phú, tỉnh Đồng Nai. Get go! Mà đi ăn một mình thì chán lắm nên là tôi rủ Trang My, Nguyễn Ngọc Hồng Anh về quê để ăn sập quê với tôi luôn nè. Kính thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai thì không thể nào mà chúng ta có thể bỏ qua được một món ăn vặt có thể gọi là huyền thoại của quê tôi. Đó chính là bánh tráng nướng mắm ruốc. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi ăn món này là năm tôi học lớp 7 nè. Lúc đó thì là 500 đồng một cái, còn bây giờ thì là 3.000 một cái và nếu có trứng thì là 4.000. Ai sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, rau má đoàn kết không? Hồi mà tôi học cấp 3 thì chưa có quán này đâu, nhưng mà khi mà tôi ra trường được vài năm á thì các em rộ lên cái trào lưu là đi uống sữa đoàn kết này nè. Mà thật sự thì cô chú siêu siêu dễ thương luôn. Hôm bữa tụi tôi uống xong rồi á hả, nhất quyết không có tính tiền tụi tôi. Một khi cô chú đã có lòng thì sao mà con phụ được, để con rủ nguyên đống bạn qua uống chung. Ủa mà gì là được mời nên là tôi cũng không biết giá một ly đậu xanh, đậu nành, đậu phộng hay là rau má là nhiêu rồi mấy bà cập nhật cho mọi người biết coi nè. Sau đó thì tôi còn được mấy bạn ở bên quán trà sữa Linh Đu đem trà qua mời nữa. Ngon xỉu nha mấy bà. Tính ra là nãy giờ ăn sương sương ba món mà tôi chưa có tốn tiền gì luôn ha. 100.000 còn nguyên. Vì đã ăn uống khá no say rồi nên tụi tôi lên Phương Lâm ăn tiếp. Tụi tôi ăn sương sương mỗi đứa ăn tô bún bò Huế, mì quanh thanh, bún riêu. Cũng khá là bất ngờ khi mà một cái quán bán rất nhiều món như vậy nhưng mà đồ ăn khá là ok luôn. Được biết là quán này bán từ 4 giờ chiều đến 4 giờ sáng, phục vụ khuya nên là giá nó rơi vào tầm khoảng 35-40k một tô. Ô là trời, khúc này là 1 giờ sáng rồi đó mấy bà. Xong xuôi thì tụi tôi đi về nhà để chuẩn bị tắm rửa tẩy trang và đi ngủ. Lúc này đang là 2 giờ sáng và cô gái đoan trang thùy mị nết na hiền thục Trang My của chúng ta không đem bàn chải đánh răng và cả bông tẩy trang nên đã dùng quần giấy vệ sinh. Báo quá trời là báo rồi, mới vừa lên giường ngủ chưa được 2 tiếng nữa thì đã tới giờ make up rồi. Khúc này là 5 giờ sáng nha mấy bà già. Trong lúc mà Trang My make up thì tôi tranh thủ đi mua cà phê và đồ ăn sáng. Đây là cái quán cà phê mà trong suốt đợt dịch năm ngoái khi mà tôi về quê ở nhà 6 tháng cùng với ba mẹ thì ngày nào tôi cũng uống hết. Đây là thứ mà về Sài Gòn tôi nhớ nhất luôn, cà phê 1993 ở ngay đường Nguyễn Đình Chiểu phải không ta? Đúng rồi. Một ly cà phê sữa đá ở quê như thế này là 17k. Ù, lần này về quê là thấy có thêm cái ly xịn sò này nữa nha. Ù là trời, 6 giờ sáng đi cắt tóc nè mấy bà. Tôi còn nhớ là từ hồi tiểu học cho tới hết cấp 3 tôi chỉ cắt ở một chỗ duy nhất là hớt tóc Thành Lợi ở gần nhà tôi thôi. Lúc đó thì tôi nhớ là 4.000. Tới lúc mà tôi học cấp 3 là 10.000 một cái đầu. Còn bây giờ thì các bạn trẻ ở quê đầu tư hơn cho các tiệm hớt tóc, nhìn vô cùng xịn sò, không thua bất kỳ nơi nào đúng không nè. Và cái đầu này là 40k nha mấy bà già. Ủa rồi cắt một hồi trả tiền xong rồi đi luôn rồi, cũng không biết là cái tiệm này tên gì luôn. Bà nào biết tên của tiệm này không nè. Cắt tóc xong thì tôi tranh thủ đi mua đồ ăn sáng nè. Bây giờ mình đi mua xôi cho Trang My. Nó báo tôi từ hồi khuya tới giờ luôn. Dạ thì bây giờ mình sẽ mua xôi mặn ở cái tiệm xôi mà ngon nhất ở quê với mình nha. Thật sự nó rất là ngon. Xôi này người ta gọi là xôi chạy cưa thì ủa đây là cái xe nước mía mà. Dạ đây xôi, xôi đây. Đây. Thơm không mấy bà? Thèm không mấy bà? Thường thì cô bán là khoảng 15-20.000 một hộp nhưng mà tôi mua hộp đặc biệt 25k ăn cho đã cái nư, tại vì lâu lâu mới được về quê và mới được ăn xôi chạy cưa mà trời. Ù là trời, vừa mới về tới nhà thì nhỏ bạn cấp 3 tôi chở con của nó xuống chụp hình chung với tôi và Trang My nè. Sau đó thì tụi tôi tranh thủ ký ký tặng tặng cho bé rồi ăn sáng nè. 15.000. 15.000 hả? Dạ không, 25. Bình thường cô bán 15 hoặc 20 nhưng mà kêu phần đặc biệt là 25. Ở Sài Gòn bằng này nhiêu? 45, 50 á. Nhiều gà lắm, thịt tuyệt cả là vời luôn. Sao? Bác thấy xôi quê tôi ok không? Tuyệt cả là vời luôn. Ừ gì ạ? Ok. Xin 25.000. Xin lỗi. U là trời, mọi người đoán xem một cái mẹt bún đậu đầy đủ như thế này là bao nhiêu tiền? 40 càng thịt, không thể tin được. Bún đậu mắm tôm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Thật không thể tin được, ăn bún đậu mà ăn với nước mắm. Khinh. Ăn xong cái mẹt bún đậu tá lả quá trời là no rồi nên là tôi đi uống trà sữa tiếp. Một cái ly trà sữa full topping nhà làm như thế này có giá là 30k, thật không thể tin nổi. Cảm ơn gia đình nhỏ đáng yêu đã vỗ béo thầy béo nha. Ô là trời, pha cà phê thôi mà có cần phải cầu kỳ như vậy không nè. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy luôn á nha. Nhưng mà tôi vẫn luôn trung thành với cà phê sữa đá nhất. Sau đó thì tôi đá nhẹ một tô bún mọc giò heo ở cổng huyện. Dân Tân Phú nhìn phát là biết quán nào liền đúng không nè. Nhà tôi thì hay gọi quán này là bún mọc cô Vân. Giờ tôi thách mấy bà đoán được giá của tô này là nhiêu nè. Full topping tất cả mọi thứ luôn, hồi tính tiền 30k tôi muốn té xỉu vì nó quá rẻ luôn á mấy bạn. Nhưng mà quê tôi á là xứ bún mọc hay sao á, đi đâu cũng có một cái quán bún mọc rất là ngon hết. Ngoài bún mọc cô Vân ở cổng huyện này ra thì nhà tôi còn hay ăn bún mọc Bin Bin nè, rồi một tiệm bún mọc ở gần chợ Phương Lâm nữa. Rồi đó về quê hơn một ngày mà tôi ăn hết nhiêu đó đó mấy bà, cộng lại giùm tôi coi là tôi xài hết 100k chưa nha. Còn giờ thì tôi về nhà ăn bữa cơm mẹ rồi tôi về lại Sài Gòn tiếp đây. Hẹn gặp lại quê hương Tân Phú Đồng Nai ở những dịp khác nha. Mai mốt về mấy
bà nhớ dẫn tôi đi ăn nhiều món hơn nữa nha. Nhưng thật cay đắng khi chia ta. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi.